chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em một con máy Mitsubishi K4E. Thì máy này động cơ sẽ máy cày anh em, máy cày xe cốt thì anh em bắt công bực ha. Rồi em sẽ quay chi tiết cho anh em xem. K4E 1.4.15 nè. Máy còn khá là đẹp nha. Có cái bơm luôn nè, sạc đầy đủ. Và đây em sẽ test máy nổ cho anh em mình xem. Anh em nào mua thì mình có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình nha. Trên màn mô tả là đầy nổ ấy, cái lượt dầu đồ nè, nó có cái bơm dầu luôn. Cái này gọi là cái bơm bơm thả gió anh em. Ở đây bao hơi bao khói cho anh em luôn nha. Để anh em nào mua mình có thể liên hệ số điện thoại em có để cho màn hình nha. Em xin chào tạm biệt tất cả anh em. Tại con máy này thì em có quay đợt trước rồi, nó cũng có khỏi công giới thiệu vài dòng mất thời gian anh em nữa. Tắt điện đồ rồi. Em chào tất cả anh em luôn nha.